Xin chào các bạn. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái kết nối ODBC này. Lúc trước ta đã tạo được một cái hàm open, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái hàm đóng kết nối. Các bạn khai báo public function close và các bạn cái hàm này thì nó sẽ trả về một kiểu boolean as boolean. Trong đây các bạn sẽ đưa vào một biến như sau. Cái biến đó là cái biến truyền ra, có thể truyền vào và truyền ra nha các bạn. By rep như này. Và tôi sẽ tạo thêm một cái thuộc tính nữa, cái biến cần truyền vào là cái biến clear. Các bạn để clear đây là xóa tất cả những gì còn lưu lại của cái biến con n này, là ta sẽ gán cho nó là bằng nothing á. Thì các bạn cũng dùng một phương thức chạy cast như thế này. Ở đây nếu mà cast nó bị lỗi á thì các bạn return false, còn nếu nó chạy không lỗi thì các bạn return true ở đây. Rồi, ta sẽ kiểm tra cái thằng con n này, if con n i not nothing and so. Các bạn gõ chữ and vào control cut, nó sẽ ra nhiều cái lựa chọn cho chúng ta. Các bạn kết vào and so con n chấm stay bằng stay open như thế này. Nếu nó đang mở when then rồi else hoặc là khỏi else cũng được đó. Thì ở đây các bạn hiểu cái câu này như sau: nếu cái con n này is not nothing, nghĩa là nó đang là một cái đối tượng, nó không phải là đối tượng nothing nữa, và cái thằng con n này nó đang mở, thì chúng ta sẽ đóng nó. Các bạn sẽ bấm con n chấm close rồi xong. Đó là tiếp theo chúng ta nếu clear if nè, if clear, nếu các bạn có lựa chọn clear thì con n này sẽ bằng nothing luôn, ta sẽ đưa nó về một cái giá trị nothing ban đầu. Rồi ta thử chạy cái thằng hàm này như sau. Thằng hàm này ta chuyển sang cái phần myribbon của thằng sin, các bạn kết vào myribbon này cũng được. Và lúc trước ta đã khai báo một cái biến con n và đã mở kết nối ở cái nút thứ nhất. Và cái nút thứ hai tôi sẽ đóng ở dưới đây nha, tôi xóa hết dưới này cho các bạn dễ nhìn. Rồi ở cái nút 2 thì các bạn sẽ dùng một cái phương thức, cái phương thức mà các bạn cần đóng kết nối như sau. Thì các bạn chủng khai báo dim kết quả add boolean bằng con n, hoặc là các bạn dùng kết nối, các bạn đã khai báo kết nối ở trên rồi thì các bạn chỉ bằng ở đây con n thôi. Đó. Rồi chấm close. Các bạn gõ ở đây mà nó chưa có cái chữ close là do chúng ta chưa build lại. Các bạn kích chuột phải vào kết nối nè, chọn build. Rồi nó build thành công như thế này, các bạn chấm lại nè. À ở đây nó chưa có là do chúng ta bên kết nối, chúng ta chỉ là một cái hàm public function thôi. Các bạn phải share cái hàm này. Rồi các bạn chạy lại nè, kích chuột phải chọn build. Rồi chuyển sang cái phần myribbon, các bạn chấm lại nè. Đó, nó sẽ có một cái hàm color ở đây cho chúng ta. Rồi ta truyền vào một cái biến con n ở trên. Biến con n là biến trên này nha các bạn. Rồi ta sẽ clear nó luôn, ta true luôn. Clear nó luôn. Đó. Các bạn muốn đổi tên cái hàm này thì các bạn chỉ cần kích chuột phải ở đây. Kích ở đây nha các bạn, kích chuột phải. À. Đối với thằng này nó không cho con n kích chuột phải, các bạn gọi đối với cái thằng Visual Studio này sao nó không cho, còn đối với cái phiên bản khác các bạn có thể kích chuột phải ở đây và chọn đổi tên trực tiếp ở trên đây luôn. Đó. Rồi ở đây chúng ta chỉ cần mesbox thôi, mesbox kết quả. Rồi cho nên các bạn khi mà các bạn nâng cấp với phiên bản Visual Studio mà cái phiên bản cao hơn khoảng 2015 thì nó sẽ có nhiều cái chỉ dẫn và cái nhiều tính năng hơn. Ví dụ như cái sub này thì chúng ta biết được nó đang sử dụng ở trong cái class nào hoặc vị trí ở đâu. Rồi cái hàm này cũng vậy, chúng ta sẽ biết được
và chúng ta sẽ đổi tên trực tiếp ở ở mọi vị trí mà chúng nó đang sử dụng. Rồi các bạn chạy thử nè. Rồi các bạn bấm nút 1 thử xem. Kết nối không thành công là do video trước thì tôi đã xóa cái thằng, bây giờ tôi mở ra lại thôi, hoặc là các bạn có thể tạo một file mới Victor. Đó, cái file nó nằm đây. Hoặc các bạn có thể tạo một cái file mới và đặt cái đường dẫn vào ở trong đây, thay cái đường dẫn này lại thôi. Đó, và bây giờ các bạn bấm nút 1 lại xem nè. Đó, kết nối thành công. Và khi các bạn đóng cái file Excel này, nó sẽ báo lỗi cho chúng ta. Tôi đóng thử nha. Đó, các bạn thấy nó hiện thị thông báo lỗi là do chúng ta đóng mà chúng ta, ở chúng ta mở mà chúng ta chưa đóng. Các bạn continue. Các bạn chạy lại bình thường nè. Bây giờ các bạn chạy lại nè. Rồi các bạn bấm nút 1 nè. Đó, vẫn mở thành công. Và bây giờ các bạn muốn đóng mà không có lỗi thì các bạn bấm nút 2 để xem nó đóng thành công. Đó, vậy là nó đóng thành công, nó hiển thị true chúng ta. Còn đóng không thành công thì nó sẽ hiển thị là false. Rồi, bây giờ tôi đóng file Excel nè. Các bạn thấy nó không có hiển thị cái thông báo lỗi nào chúng ta. Vậy là chúng ta lưu ý khi chúng ta đã mở một kết nối nào rồi thì chúng ta phải đóng cái kết nối đó lại để tránh lỗi. Vậy là chúng ta đã cơ bản tạo được cái hai cái hàm, một cái hàm là kết nối cơ sở dữ liệu và các hàm đóng cơ sở dữ liệu động theo cái chuỗi kết nối của chúng ta. Rồi, vậy chúng ta có thể áp dụng cái thằng kết nối này cho mọi vị trí, chỉ cần thay đổi cái chuỗi kết nối này là chúng ta đã kết nối thành công.